Mỗi năm vào thời điểm Tết đến xuân về, lại có thêm nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa mang Tết không đồng đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình Chợ Tết Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tặng 60 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200 ngàn. Ban tổ chức đã tặng 12 vé xe cho công nhân ở xa về quê đón Tết. Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trích kinh phí hỗ trợ 150 vé xe về quê cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng một người. Tại Sóc Trăng, gần 12.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ quà tặng bằng nhiều hình thức như tiền mặt, túi quà, phiếu mua hàng không đồng. Đây là hoạt động nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động được đón Tết, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn. Còn tại Đồng Nai, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 cùng nhiều cá nhân, tập thể đã tổ chức những chuyến xe không đồng để góp phần san sẻ, tiếp sức cho bệnh nhân được về quê ăn Tết, được hòa nhập với cộng đồng. Với gần 30 bệnh nhân đã được điều trị ổn định, những chuyến xe sẽ đưa người bệnh về với gia đình tại 10 tỉnh thành phía Nam Tổ quốc, xa nhất có Cà Mau và mở rộng thêm một số tỉnh Tây Nguyên.